sẵn nha. Bây giờ tôi sẽ mở hộp cái màn hình tôi mua Shopee về. Màn hình Samsung A20s SIM nhá. Giá là 239.78 cả thì SIM đây. Bây giờ tôi sẽ mở hộp này. Biết đọc này, ăn thua không shop sao. Xong này không tặng gì hết. Rồi đây nhá. Rồi nếu các bạn muốn mua sản phẩm bấm link mô tả dưới nhá. Tôi mình xin tạm dừng đây. Các bạn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Chào các bạn.